Honda BRV nhiều khả năng sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong năm 2021, sau khi đăng ký sở hữu trí tuệ kiểu dáng một loạt chi tiết ngoại thất. Cụ thể, theo dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ, hãng xe Nhật đăng ký bản quyền 4 chi tiết, bao gồm tấm tản nhiệt phía trước, tấm cản va phía trước, tấm cản va phía dưới trước và tấm cản va phía sau. Đây đều là các linh kiện của Honda BRV phiên bản mới nhất, ra mắt lần đầu tại Indonesia vào tháng 4 năm 2019. Hiện tại, Honda Việt Nam phân phối 6 dòng xe, gồm CRV, HRV, Accord, Civic, City, Brio, và không có dòng xe nào có thiết kế mặt ca lăng, cản trước và cản sau giống với bản đăng ký bản quyền mới nhất. Ngày công bố độc quyền kiểu dáng công nghiệp là 26 tháng 10 năm 2020. Hồi tháng 5 năm 2020, thông tin của Honda BRV đã có trên cục đăng kiểm. Theo đó, xe thử nghiệm được nhập về từ Thái Lan với hai phiên bản E và G. Mẫu xe này có 7 chỗ ngồi và có kiểu dáng xe trong thông tin đăng kiểm là SUV chứ không phải MPV. Trước đây, một tư vấn bán hàng cho biết Honda đã dự định mở bán BRV tại Việt Nam từ năm 2019, nhưng sau khi nghiên cứu thị trường, hãng xe Nhật Bản nhận thấy không khả thi nên tạm lùi kế hoạch. Nhiều tư vấn bán hàng nhận đặt cọc xe trong 2019 phải trả lại cọc cho khách hàng. Tại thị trường Indonesia, Honda BRV có một số trang bị chính đáng chú ý gồm cụm đèn trước projector với bóng halogen, đèn ban ngày LED, cụm đèn hậu kéo dài ngang cốp sau, vành 16 inch phay 2 tông màu, 7 chỗ ngồi, ghế bọc da, vô lăng 3 chấu tích hợp các phím chức năng, đề nổ nút bấm, màn hình cảm ứng 8 inch và điều hòa tự động. Trang bị an toàn có hỗ trợ phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hai túi khí trước. Có hai phiên bản, nhưng Honda BRV sử dụng một loại động cơ và hộp số. Máy 4 xi lanh, dung tích 1,5 lít, mã L15Z1, cho công suất 118 mã lực và mô men xoắn 145 Nm, kết hợp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Cũng theo thông tin từ cục đăng kiểm, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình trong điều kiện hỗn hợp của Honda BRV là 6,5 lít trên 100 km. Trong điều kiện đường phố và đường trường, xe tiêu thụ lần lượt 7,9 lít trên 100 km và 5,7 lít trên 100 km. Đây là số liệu do cục đo tại Việt Nam. Trong khi đó, số liệu về lượng nhiên liệu tiêu thụ của đối thủ Mitsubishi Xpander ở các điều kiện đường phố, đường trường và hỗn hợp lần lượt là 7,6 lít, 5,4 lít và 6,2 lít trên 100 km. Như vậy, BRV tiêu hao nhiên liệu nhỉnh hơn một chút so với Xpander. Honda BRV thuộc phân khúc MPV Line SUV, cạnh tranh với Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Xpander Cross, Suzuki Ertiga, Suzuki XL7 và Toyota Rush. Phân khúc này đang nở rộ tại Việt Nam, đáp ứng đa số nhu cầu của các gia đình hoặc những người mua xe lần đầu.